Xin chào mọi người ạ. Rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong cái buổi talk rất là đặc biệt ngày hôm nay. Chịu nóng rất là kinh khủng. Đấy thì cái talk của ngày hôm nay nó có cái tên là một cái bàn luận về nghệ thuật phương án. Đấy, nó là một cái dòng nghệ thuật mà nói thật là trong cái giới thực hành thì nó cũng nghe nó cũng rất là mọi người kiểu như sẽ không hiểu nó là cái gì. Đấy thì tôi cũng nói qua một chút là cách đây khoảng lúc chúng tôi còn sinh viên năm 2006 hoặc là sớm hơn. Thì lúc ấy tôi với anh An còn đang là sinh viên trường Hết Kiêu thì là có anh Thế lúc ấy là giảng viên hội họa thì mới đi tu nghiệp ở Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh về. Thì anh ấy mới có viết những cái bài luận bắt đầu giới thiệu về cái dòng nghệ thuật này. Thì lúc đấy thì chúng tôi có tiếp cận và chúng tôi cũng có một cái gì đấy là thích và hiểu rằng là nó là một cái dạng thức nghệ thuật nó rất đặc biệt. Nhưng mà để gọi là thực sự hiểu thì rất là khó. Và lúc đấy thì tôi cũng thấy rằng là cái quan sát tôi thấy rằng là cái giới thiệu của anh Thế ra với cả giới thực hành thôi, chưa nói đến công chúng, thì nó tôi cảm giác là nó cũng bị qua đi và nó cũng không đọng lại nhiều lắm, cũng không nhiều ai quan tâm lắm. Thế là khi mà chúng tôi thực hành nhiều hơn thì chúng tôi mới thấy rằng là ngày càng chúng tôi mới thấy rằng là cái dạng nghệ thuật này nó rất là gọi là phù hợp và rất là nó rất là đáp ứng được nhiều những cái khó khăn. Đấy thì mà cái bối cảnh thì bao nhiêu năm tôi vẫn thấy là nó có từng đấy sự khó khăn, nhưng mà cái nghệ thuật này thì nó vẫn như vậy. Và chính vì thế là tôi cũng đã nghĩ đến là giới thiệu cái nghệ thuật phương án này, mời anh Thế nói chuyện từ cái hồi mà chúng tôi có cái không gian nghệ thuật ở Lương Yên. Chúng tôi đã ấp ủ rồi nhưng mà nó một cái gì đấy nó trễ nại mà tôi cũng chưa thể làm ngay được cái việc ấy, nhưng mà đây là cái việc mà tôi ấp ủ được bao nhiêu năm rồi. Thì rất rất may là cái dịp này nó là cái dịp tốt. Tôi mời được anh Thế đấy thì để giới thiệu qua cho chúng ta biết. Mà cũng ở đây thì tôi cũng thấy rằng là có nhiều người làm trong nghề và có nhiều người nó cũng ở ngoài ngành nghề, nhưng mà thì cũng phải thông cảm rằng là cái này ở ngay trong giới nó cũng rất là hẹp, thì mọi người cũng sẽ kiên nhẫn, hoặc là nếu mọi người thấy có một cái gì đấy hay ho quan tâm thì mọi người có thể dụng công tìm hiểu thêm đấy. Thì cái khi mà anh Thế giới thiệu cái nghệ thuật phương án thì chúng tôi là cái người và cũng thích và cũng mầy mò cũng làm thì chúng tôi có thể hiểu, và cái những cái hiểu đấy có thể nó chỉ đủ giúp chúng tôi thực hành thôi. Thế còn để mà nói truyền đạt với bên thứ ba để hiểu một cách có khái niệm về cái dòng nghệ thuật này thì thực sự là nó hơi khó. Anh Thế thì lại cái người mà vừa là thực hành nghệ thuật vừa nghệ sĩ mà cũng rất là học thuật. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là anh Thế đến đây để nói chuyện với chúng ta, cộng thêm là có cộng sự của tôi là anh Huy An, cũng là một cái nghệ sĩ mà chắc mọi người đều biết rồi, cũng rất là quan trọng, và anh ấy cũng sẽ có những cái khía cạnh đóng góp từ cái nhãn quan của anh ấy vào cái nghệ thuật phương án này ở một cái phương diện khác một chút. Đấy, thì đầu tiên thì chắc là tôi sẽ mời anh Thế trình bày qua một chút. Và đầu tiên tôi xin cảm ơn nghệ sĩ Vũ Toàn, Hia. Thì cũng là cái chúng tôi cũng có những cái liên lạc với nhau trong nhiều năm những thực hành, và cũng có một cái mong ước để có cơ hội để có nói về một cái loại nghệ thuật, một cái thực hành mà tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái nhánh nhỏ thôi của nghệ thuật hiện đại, hiện đại, và tôi nghĩ nó giải quyết một cái bế tắc. Nó giống như là cái hoàn cảnh của nhà tôi, đi ra một cái ngõ thường xuyên tắc, thì có một cái hẻm, nó chỉ một cái xe máy đi qua thôi, một người đi. Thường thì bình thường không ai muốn đi những cái lối như thế, nhưng mà rõ ràng là khi tắc đường thì cái lối đó rất là quan trọng để chúng ta không bị rơi vào cảnh bế tắc. Và lúc nãy thì là bạn Toàn có nói những cái theo dõi của tôi, thì cái này chúng ta thấy nó đang có những cái luôn bị cái khó, và gần như cái khó đấy nó vẫn tồn tại trong mấy chục năm nay. Về cái cơ chế kiểm duyệt, về những cái hỗ trợ kinh phí, về những cái quỹ, rồi những cái liên quan đến những cái không gian,
để trưng bày thì chúng ta rõ ràng chúng ta rất muốn là cái nghệ thuật nó được hiển hiện và nó đến cộng đồng đó, thì đấy là cái thực sự là cái mong muốn đúng và thực sự là cái mong muốn của ngay cả những người làm như tôi để mà tòa thì tôi quan tâm đến cái nghệ thuật này thì nó cũng là xuất phát điểm từ đối diện khó khăn đấy, nhưng mà cũng một cái phần liên quan đến học thuật là vì tôi thấy cái thiết chế giáo dục về nghệ thuật của Việt Nam và Trung Quốc trong một cái bối cảnh cũng khá tương đồng với nhau về thiết chế cũng kiểm duyệt cũng nọ kia, nhưng mà ở bên Trung Quốc nơi tôi ở đây có thể sơn học thì có vẻ như là cái tự do học thuật nó phát triển hơn, cái tự trị học nó học tốt hơn, do vậy là rất nhiều những người mà ở trong cái hệ thống ta cứ gọi là những nghệ sĩ tiền phong thì có lần tôi nói anh Trần Lương và những người như anh mà em thấy ở bên Trung Quốc thì đều đảm nhận ở những cái cương vị rất là quan trọng trong cái hệ thống học thuật đào tạo. Còn của mình thì nhìn trước nhìn sau thì đều văng ra ngoài. Thì lúc đấy thì tôi nói thì tôi không nghĩ có một ngày mình cũng rời bỏ trường mỹ thuật. Thì hôm nay tôi nói là với tư cách không phải là giảng viên trường mỹ thuật, nơi mà tôi gắn bó 25 năm rồi. Thế thì đấy là một cái khác biệt do cái bối cảnh xã hội mà tôi có một cái phần muốn giới thiệu một chút về cái bối cảnh mà để nó nảy sinh ra cái dòng nghệ thuật này. Và nó có những cái phần thông tin về nghệ thuật đương đại của Trung Quốc thì theo như tôi biết thì mọi người được giới thiệu về tranh nhiều hơn. Tranh thì có thể một số tác phẩm điêu khắc và sắp đặt, nhưng mà có một cái sự kiện nghệ thuật mà nó rất là du kích. Thưa hôm nay thì bạn Toàn bảo là có một cái lều du kích và cái lều phương án, thì nó trước thì định là một nhưng mà sau thì thấy sợ là đông. Thì thực ra hai cái nội dung tôi tương đối có những điểm tương đồng. Thật dĩ là có một cái triển lãm nó rất là du kích, tức là ở Trung Quốc thì nó cũng có một cái bảo tàng mỹ thuật quốc gia ở Bắc Kinh, nó cũng giống như bảo tàng mỹ thuật ở Trung Quốc Đại học ấy, nó gần như một ngôi đền. Thế thì năm 1979 có 23 nghệ sĩ là có một ý tưởng rất là điên, tức là không bày ở trong mà là bày hàng rào đấy. Cái bảo tàng đấy thì nó hơi khác bảo tàng mỹ thuật nhưng mà nó vẫn là cái hàng rào sắt. Thế sau đó thì là các nghệ sĩ đóng lên cây rồi treo lên bờ rào và làm một triển lãm rất là vui nhộn, khoảng 100 tác phẩm. Thì chỉ có 3 ngày sau thì là bị dỡ. Thì trong đấy có những tác phẩm mà của những tác giả rất nổi tiếng. Ví dụ như có tác phẩm mà thường khi mà nói về cái triển lãm này thì tác phẩm là thần tượng. Chỉ vẽ một cái anh bộ đội bắn nhất mà mặt thì trông đã bắt đầu có cái biểu hiện tham nhũng, là một cái tương lai về những cái công thần của cái chế độ. Thế thì trong đó thì có một cái nhân vật là chúng ta giờ thì đã quen rồi, tức là Ngải Ngụy Ngụy, thì là một trong những cái nghệ sĩ trẻ ở trong cái nhóm đó. Rồi có một người rất là nổi tiếng gắn với cả cái sườn bảy sáng chín là Hoàng Ruy, tức là giám tuyển đấy. Thế thì cái triển lãm này nó chỉ dừng lại thế thôi, nhưng sau đó thì nó do những vấn đề về kiểm duyệt, rồi do những vấn đề bắt đầu lưu ý về những cái vấn đề liên quan đến tưởng, họ có một cái đòi hỏi rất là quan trọng. Người đứng sau trong cái này thì là một ông tên là Giang Phong. Ông đưa ra một cái khẩu hiệu là rất hay, tức là tự do không phải trời mang đến mà phải là do tranh đấu. Thế thì cái ông này là một cái nghệ sĩ già ảnh hưởng đến những cái nghệ sĩ trẻ như vậy. Thì sau đó thì trong cái nhóm đó cũng tản mát, và trong đó thì có một nhân vật là IOA thì sang Mỹ năm 80. Thế sau đó thì IOA thì thường xuyên đi lại, quay trở lại lục địa. Và ông ý trong những cái sau Trung Quốc thì có một sự kiện rất là rõ, chúng ta biết là cái sự kiện năm 89. Thì những cái sự kiện 89 đấy ảnh hưởng rất là mạnh đối với cả nghệ sĩ thị giác. Bởi vì là cái nó dẫn đến cái việc là cả cái trường mỹ thuật Bắc Kinh ở ngay cạnh Thiên Hồ cũng bị rời đi. Khi tôi đến học ở đấy thì là thường xuyên là tôi phải đi một xe buýt 16-17 cây đến cái địa điểm mới. Tới lúc đó là trường đã, người ta đã không cho học, người ta hạn chế và bắt đầu xây một cơ sở mới. Thế thì trong những sự diễn biến đấy thì là một loạt những cái nghệ sĩ cũng lưu vong nước ngoài, trong đấy có cả Suy Binh nữa. Thế thì khi mà sau những năm 90 thì họ lại quay trở lại, có những cái liên hệ, và họ như là Ngải Ngụy Ngụy thì làm một bộ cuốn sách là bìa đen, bìa ghi và bìa trắng, thì là như là một cái vựng tập về những cái tác phẩm
Sở dĩ tôi nhắc đến cái cuốn sách đó vì cuốn sách đó là lần đầu tiên những cái tác phẩm về nghệ thuật phương Nam được ghi vào trong đấy. Và cái cuốn Biển Đen thì có ngành của Ngụy và Xúy Binh, tức là cái tác giả mà làm bộ sách Thiên Thư đấy, thì đấy là những cái nghệ sĩ mà làm về khái niệm và thiết kế ra một cái quyển sách, và trong quyển sách đó thì có nghệ thuật phương án. Đấy là một cái sự định hình bằng văn bản cho một cái thể loại. Thế thì một cái tác phẩm thứ hai là tác phẩm của một lưu học sinh, bây giờ thì là giáo sư đại Bắc Kinh, tên là Chu Tiên Thanh, thì cũng làm một cái sự kiện nhân cái sự kiện Document 9, tức là đó vào khoảng độ năm 92 thì phải, thì gửi một cái tác phẩm hoàn toàn viết. Thì tôi tóm lịch sử thì bắt đầu mới đi vào một cái vấn đề là vậy thì cái nghệ thuật phương án nó là gì. Thì trong cái mà tóm tắt của những cái phần mà có thể tìm hiểu trên mạng thì cũng ra, thì nó có mấy cái ý quan trọng, tức là nó là nghệ thuật ký thác hoàn toàn là văn tự thôi, tức là cái bản chất của nó là chỉ là những cái dạng text thuần túy, không có một mảy may một cái như mình nói là chất liệu, ví dụ như là sắp đặt hay là trình diễn hay là video, nó còn có một cái phần vật chất của nó. Thế còn kia nó là limit tối thiểu để văn tự, và cái văn tự này nó cũng không giống như những cái tác phẩm ý niệm mà ở phương Tây, nó có những cái phần như thơ thị giác luôn hoàn toàn. Ở đây thì nó lại vẫn có một cái khuynh hướng, nó là phải nén thôi, nó vẫn triển khai ra, nó vẫn có cái nhu cầu được triển khai ra thành một cái siêu trình diễn, siêu sắp đặt hay là một siêu hành vi. Thì đấy nó có thể hiểu nó là một cái nghệ thuật nó tối giản, nó rất hư ảo, nhưng mà nó vẫn có một cái chiều kích để khi mà nó tồn tại trong cái não trạng con người, nó duỗi ra. Là cái nghệ thuật đấy nó được xếp vào nghệ thuật khái niệm bởi vì những cái người ban đầu có thể nói là cổ suý khai sinh cho nó là đều là những cái người mà làm về nghệ thuật ý niệm, như là Ai Weiwei, như là Xúy Binh, như là Chu Tiên Thanh thì đều là những cái người có công đóng góp và cũng có những thực hành nghệ thuật quan trọng trong cái phương diện này. Thế thì ở cái ứng xử của chính quyền, đấy, ứng xử của chính quyền thì đương nhiên là vào sau năm 89 thì có một loạt những cái sự kiện mà những triển lãm rất lớn như triển lãm Không Thể Quay Đầu là cũng bị đóng cửa. Rồi thì những cái sự kiện như thế thì là người ta nghĩ đến một cái hình thức nghệ thuật mà nó chính quyền cũng có biết và gần như không có thể kiểm duyệt được, thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì cả. Ví dụ như là những cái người tham gia ở đây thì nó cũng đa dạng lắm. Ví dụ như là một cái nghệ sĩ mà được gọi là thủy tổ của nghệ thuật video art của Trung Quốc là Trang Pei Li, thì ông vốn là học sơn dầu và vẽ tranh sơn dầu, thì cái triển lãm nó có một cái tác phẩm bây giờ cũng được coi là một cái điển hình, tức là ông gửi một cái giấy mời cho cái triển lãm và cái triển lãm tên nó là gạch chéo, thì thực ra là không có triển lãm nào cả. Thế sau đó mọi người thấy ngạc nhiên là giấy mời triển lãm nhưng không thấy cái triển lãm nào. Thì sau đấy thì gọi điện hỏi thì bảo là cái triển lãm này thực ra nó không có, bởi vì là nó ngay in cả giấy mời đã có một cái dấu là sổ đây, sổ. Thì do vậy là mục đích là các nghệ sĩ cũng cảm thấy thỏa mãn, tức là bây giờ xin giấy phép cũng rất lằng nhằng, bản chất thì là chắc chắn là không được. Thế như là nếu mà triển lãm lậu hay vân vân thì chắc là nó cũng bị một cái tình trạng như là vừa rồi của cái trường hợp của Bùi Trác. Thế thành ra là in ra một cái giấy mời và cái giấy mời. Thế hiện nay khi mà gõ vào cái tác phẩm của Trang Pei Li thì có một cái tác phẩm sơn dầu vẽ một cái bàn tay, vẽ găng tay thôi, có hình chữ X thì chính là, và ông vẽ một loạt cái tác phẩm. Thì do vậy là ở đây cái vấn đề về cái mối quan hệ giữa cái hiện hữu, cái vật chất với cả cái tác phẩm, nó vẫn có một cái đời sống ngầm liên hệ với nó. Thế thì ở đây thì có hai cái đặc tính của cái nghệ thuật này về não trạng ấy, là nó muốn phát huy cái sự tưởng tượng, cái sự hư ảo. Thế thì một cái hướng mà tôi thấy rất là thích ở đấy, tức là nó động chạm đến một cái gì đó như là một cái sự tạo ra một cái ảo tưởng, một cái sự gọi là hoang tưởng cộng đồng. Cái chữ này thì anh Toàn anh thích, thì thực ra là nó nói những cái chuyện vu vơ và rất là ngớ ngẩn, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái sự
vu vơ, ngớ ngẩn của cả một cộng đồng, và ẩn sâu trong đấy nó cũng có một cái thông điệp của sự tỉnh táo. Thì đấy là cái nghệ thuật phương án. Về cơ bản nó cũng có một cái lý do mà khi dịch cái chữ này ra tiếng Anh thì nó cũng rất là bình thường. Ví dụ nó dịch là project art hay là blend art, thì cái chữ này nó không nói được một cái hoàn cảnh và cái thực có thể là cái yếu tính của nó xuất phát từ cái văn hóa. Về văn hóa Trung Hoa thì rất là sùng bái văn tự, và cái này nó hơi giống một cái gọi là công án thiền. Nếu ai mà đọc về công án thiền thì thấy nó có những câu chuyện rất là ngắn, nó không ra ngụ ngôn, nó có nhiều khi nó mô tả một cái hành vi nào đấy, một cái chất vấn nào đấy kiểu như vậy, nhưng mà rõ ràng người ta cần tập trung vào nó để đốn ngộ. Thì đấy là cái lý do mà cái nghệ thuật này nó phát triển. Tôi nghĩ là nó có thể cái bối cảnh kiểm duyệt thì các nước Hồi giáo cũng có, chúng ta cũng có, nhưng tôi nghĩ là có lẽ là ở Trung Quốc thì nó đầy đủ những cái yếu tố mà nó liên quan đến cái văn hóa để nó. Thì cảm ơn anh Thế về cái phần chia sẻ rất là bao quát. Thế nhưng mà ví dụ như bây giờ mà để gọi là một cái ví dụ của về thực hành về tác phẩm chính của anh đi, thì ví dụ như anh có thể lựa chọn trong vài cái mà anh đã làm, thì anh có thể giới thiệu một cái nào đấy như là một cái ví dụ cụ thể để mọi người có thể hiểu hơn về cái thực hành của nghệ sĩ Việt Nam. Do cái thiên hướng của tôi để thiên quan tâm về vấn đề về xã hội, thì cái nghệ thuật phương án của tôi cũng có những cái phản ứng, phản biện về xã hội nhiều hơn. Ví dụ như cái tác phẩm của tôi nó thường nó gắn với cả một cái biến động xã hội mà chủ yếu là đặt ra những vấn đề về quy hoạch, và tôi cũng phản ứng, rất là phản ứng với những cái quy hoạch của những cái, thực ra là cái mưu đồ nó rất là vụ lợi, mà phải nói là cái mùi tiền nó rất là rõ. Ví dụ như một cái tác phẩm của tôi là cái tác phẩm năm trong sự kiện bày cùng với cả anh Nguyễn Quốc Thành ấy, là năm 2008 Spart. Thì ở đấy nó xuất phát từ cái việc là năm 2007 thì Hà Nội công bố một cái dự án là bê tông hóa cái đoạn ở đường Láng ấy, tức là suốt từ cái mạn ở trên Cầu Giấy xuống đến chỗ ngã tư Sở là bê tông hết, lấp không lấp nhưng mà bê tông hết để trở thành một cái sàn đỗ xe ô tô. Tại vì lúc đó thì các cái đại gia bất động sản bắt đầu gom đất ở ven sông và xây nhiều những cái nhà nghỉ rồi khách sạn, thế thì cái nhu cầu mà bãi đỗ là rất lớn. Thế thì lúc đó họ liên kết với cả quy hoạch, đưa ra một cái quy hoạch. Hồi đó là những người yêu mến Hà Nội là rất là lo, bởi vì gần như là sẽ sắp được thông qua. Thực ra hồi đấy thấy được cái dư luận xã hội nó mạnh như thế nào, thì rất nhiều những cái phản đối trong việc đấy. Thì tác phẩm của tôi nó lấy từ một cái tưởng tượng thôi, tức là lúc đó coi như là cái việc đó đã sẽ có một cái đó rồi, mọi sự đã rồi. Tức là lúc đó thì bản thân cái phố Láng nó là cái phục dạng có một giai đoạn thì nó là phố karaoke đèn xanh ở đó, tức là nó là tập trung rất nhiều những cái tệ nạn, bởi vì là cái xe khách Bắc Nam đỗ ở đấy, nó giải quyết cái nhu cầu sinh lý cho cái khách đường dài, rồi nhu cầu của lái xe thì suốt cả cái dọc đấy. Và nó ở Hà Nội lúc đó cái vùng ven, cũng gọi là vùng ven, nó giống như là Khâm Thiên ngày xưa, là cái nơi mà để cho những cái thú vui đó. Thành ra suốt cái giải đó thì rất nhiều khách sạn. Thực ra bây giờ thì cũng có khách sạn tương đối nhiều, nhưng mà thời điểm đó thì trong tương quan mà nói thì nó bùng nổ lên rất nhiều những nhà hàng karaoke rất là to. Tôi vẫn nhớ tác phẩm của anh Thế Sơn là chụp ở một quán karaoke ở cái dãy đường Láng đấy. Thế tác phẩm của tôi là Chiến, tức là lấy một cái bối cảnh như thế, và cái hành vi của nó thì rất đơn giản, chỉ là một cái người vào các cái nhà nghỉ đó và hỏi lễ tân, nói một câu thôi là ở đây Chiến có an toàn không, và thì sau đó thì xin lại các visit và ghi lại những cái lời trả lời của lễ tân. Thế và sau đó thì đi suốt một cái chặng, chắc là khoảng độ từ chỗ Cầu Giấy xuống đấy thì nó cũng khá nhiều, tập hợp được một tập hợp các cái câu trả lời và các visit. Thì đấy là cái phần của tôi về phương án, mà một tác phẩm là năm 2008. Thế còn có tác phẩm gần đây của tôi thì cũng có bày trong chân trời người bay nhỉ. Thì nó lại theo một cái hướng khác, tức là từ cái phương án đó thì nó
nó cũng đi theo một cái tính giả tưởng, tức là tôi có quy hoạch, tôi làm vai trò quy hoạch một cái quận nghệ thuật ở quận Hoàn Kiếm, nó sẽ bao gồm cả trường mỹ thuật, rồi cả cung hữu nghị Việt Xô, rồi cả có thể là đưa ra vấn đề di rời một số cơ quan ngành, ví dụ Bộ Công an để tập trung vào một quận nghệ thuật. Và trong hạt nhân đó thì có một cái điểm quan trọng là khu nhà, ngôi nhà ở 108 Ít Kiêu chính là nhà ông Văn Cao, thành lập một cái bảo tàng Văn Cao. Thì tác phẩm tôi thì cơ bản là nó sang một cái hướng về quy hoạch, nhưng mà nó vẫn có một cái dạng thức vật chất, tức là đây là một cái sổ ghi những cái cảm tưởng của mọi người khi mà đến thăm cái bảo tàng Văn Cao. Đây là cái bì lợn, vì ông Văn Cao là tuổi Hợi mà. Đây chữ ký của ông, đây chữ văn. Thì đấy là cái mà theo một cái hướng là nó thuần túy về quy hoạch. Tôi vẫn đi theo một cái hướng giải quyết những vấn đề về quy hoạch, và nó có một cái gì đó nó hoang tưởng. Tức là thực ra thì cái vốn không gian của khu đấu xảo Ít Kiêu Bộ Công an ngày xưa, toàn bộ khu vực đấy là dành cho cái trung tâm triển lãm nghệ thuật kinh tế. Thực sự nó là một khu nghệ thuật rất là sôi động của cả Đông Dương thời đó. Thì bây giờ thì người ta biến thành Bộ Công an, thành cái nơi hát hò, rồi thì hội nghị hội thảo, chứ không còn một cái không gian nghệ thuật nữa. Đấy là cái hai tác phẩm mà để các bạn có thể hình dung. Một là cái nó rất là thuần túy, không có một cái mảy may, một cái gì có thể trưng ra được. Thế còn cái mà cái dự án sau này thì nó vẫn có một cái dạng, tức là từ cái một cái hiện tại vật chất này nó lại lan tỏa đến thêm một cái sự tưởng tượng chung của mọi người rằng nó có một cái bảo tàng Văn Cao ở chính nơi ông từng sinh sống, và mọi người đến được cảm nhận cái không gian đó, bày tỏ cái lòng kính trọng cũng như là những chia sẻ những cảm xúc của mình với âm nhạc của Văn Cao v.v. Thì có những cái đó là cái một cái chốt lại, nó là một cái sự hoang tưởng cộng đồng. Chắc đây cũng có một số người mà đã đi xem cái show Skyline 4 của nhà sàn ấy, chắc có thể cũng sẽ phần nào đấy hơi nhớ cái này đã nằm ở trong kho, trong một cái kho lưu trữ của cái dự án đó. Thì bây giờ bàn thêm là ví dụ như cái hồi mà bọn em là sinh viên ấy, thầy có giới thiệu, anh có giới thiệu cái nghệ thuật phương án này, thì bọn em cũng sẽ thích thú và cũng bắt đầu tiếp cận mày mò chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ mấy thằng ngồi nháp với nhau cũng ví dụ thử làm, thì vì tâm lý sinh viên mà sẽ là luôn là khi mà được giới thiệu thì sẽ là luôn lấy cái đấy là một cái mẫu số, thì sẽ lung túng là cái này mình làm không biết nó có đúng không nhỉ, nó có đúng là đã ra kiểu nghệ thuật phương án chưa. Thế thì nó sẽ lại về căn cứ vào những cái gọi là những cái đặc tính, rồi những cái tiêu chuẩn. Đấy, và những cái mà nó gọi là để ra được cái hiệu ứng mang cái tính chất đấy. Thì ví dụ như mình làm mà mình càng thấy là gần với những cái đấy thì mình yên tâm là mình đang đi đúng hướng rồi. Đấy, nhưng mà thế xong đến lúc em cũng nghĩ rằng là cái việc mà mình làm một cái thứ mà nó đang gọi là thử nghiệm, mà xong rồi mà bản thân cái nghệ thuật này nó cũng là cái công cụ để gỡ bỏ rất nhiều rào cản. Nhưng khi mình làm mình cũng lại vẫn cứ sợ quá nhiều. Đấy, thì xong rồi em cũng nghĩ là thế chắc là mình sẽ phải thoải mái hơn, mình sẽ nhìn những cái trước tác thì thực ra những cái nó cũng rất khác nhau. Có những người sẽ làm nó một cái kiểu rất là phản biện xã hội, nhưng có những cái thứ mà như kiểu cái tác phẩm mà em thấy rất kinh điển là của Trung Thu đấy, của ông Trần Kiện Phu ấy, thì nó lại gần với kiểu mà như lúc ấy thầy nói về cái việc là như kiểu một công án ấy. Đấy, thì nó rất ảo diệu. Đấy, thì rõ ràng là ngay cái bản thân nghệ thuật phương án thì nó cũng rất là đa dạng. Đấy, thì khi mà bọn em có nói chuyện với nhau thì cũng nói rằng thế thì cái mà bây giờ mà chúng ta nhìn vào một cái tiêu chuẩn của nghệ thuật phương án với cả những cái thực hành của nghệ thuật Việt Nam, dù là ít thôi, có nhóm bọn em cũng hay nói chuyện với nhau, nhưng mà trong cái nhóm đấy chẳng hạn thì cũng sẽ thấy là để mà sát với những cái thứ mà đã diễn ra thì nó cũng không sát lắm. Thế thì nó cũng sẽ chỉ có gặp nhau ở một vài cái những cái nào đấy để mình có thể dễ nhận dạng, để ra được cái đặc tính. Đấy, thì em có ngồi nói chuyện với nhau thì An cũng có quan sát và có thấy rằng là
là thực ra nó có một cái thứ mà mình có ở dân gian là cái trạng quỳnh. Những cái tính chất của trạng nó rất là thông minh, nó rất là du kích, nó rất là mưu mẹo. Đấy thì nó nhiều khi nó giải quyết vấn đề nó rất là concept. Rõ ràng thấy một cái nhiều cái của trạng quỳnh nó rất là thủ pháp concept chùa. Đấy thì An có quan sát cái em thấy rất là thú vị. Đấy thì có thể bây giờ An sẽ thử bằng cái nhãn quan của mình. An thử nói một chút về cái gọi là cái tính trạng gì đấy, nó gặp gỡ gì đấy với cả cái nghệ thuật phương án này bằng một số cái ví dụ. Thực ra thì cái trạng nó sẽ cũng có một chút anh em, nhưng mà cũng không hẳn với cả cái phương án. Mà tại vì như cá nhân em thì em thấy là nó có một cái sẽ có cái gần cái không, nhưng mà nó lại có thể coi nó một cái mà cũng có thể là không liên quan đến phương án. Nhưng mà cái này nó có một cái cũng một cái kiểu nhận diện khá đặc biệt mà mình quan sát ở Việt Nam ấy, và nó cũng có những cái tương hợp với cả cái việc như anh Thế nói là cái đường tắc và chọn một cái ngõ đắt léo để đi đấy. Thì hôm nay là có anh Thế thì em nghĩ là cái này nó cũng có một cái gì đấy điểm gần chăng thì mới toàn mới gộp cái này vào cái buổi nói chuyện này. Thì có thể là em sẽ tốt nhất là mình cứ nói tác phẩm thì mình sẽ thấy rõ cái đấy. Thì khoan xin lỗi, em thì em có cái liên hệ cái chuyện trạng quỳnh thì ai cũng biết rồi đúng không? Thì ở mình nó còn có một cái dây một số cái làng nói tức ấy, ở Bắc Giang thì có cái làng là làng Đông Loan. Thì ở đấy có một cái câu ca dao cũng rất là cảm giác như nó như kiểu là một cái câu ca dao ấy, cảm giác như là một cái nói thế nào là nói tức cho nó hay ấy. Thì là cái câu đấy là, đợi tí em phải mở cái này em quên. Cái làng Đông Loan đấy, thì cái làng này nó cũng trong ngày hội của nó ấy, nó cũng có một cái là chọc tức nhau. Thì có cái câu ca dao này em thấy là nó lên được cái nó một cái gọi là giống như là ca dao thì nó không tức đâu, nó chỉ mô tả thôi, nhưng mà nó lên được cái kiểu như là tức thế nào cho nó tốt ấy. Có nghĩa là Đông Loan nói tức để chơi đấy. Người nghe vừa bực vừa cười vừa khen, nghĩa là nó là một cái thứ mà nó phải bao hàm được những cái tiêu chí đấy. Thì trong đấy có cái tiêu chí bực, cái tiêu chí tức đấy, đằng cái tức đấy nó rất khác cái kiểu tức. Thì cái đấy nó khá gần với cả cái sỏ xiên của mấy ông trạng đấy. Thì tất nhiên là coi như là cái trọng tức nó như là một thủ pháp thôi. Còn tác phẩm thì tùy từng cá nhân ấy, nó có thể động vào cái vấn đề lọ, vấn đề kia, hoặc là nó trả lời các cái câu hỏi, hoặc là nó có thể đưa ra cái thông điệp gì đấy thì riêng theo từng cá nhân. Thì em lại bây giờ thì chắc là để rõ hơn thì em kể một số cái tác phẩm mà nó đã xảy ra, hoặc là đã có ghi nhận mặt ý tưởng thôi, do em quan sát. Cho nên là cái này nó cũng không được nhiều tư liệu đâu, nhưng mà tại vì cũng may là buổi hôm nay là kiểu như không có chiếu ấy, cho nên là ví dụ như là cái đầu tiên em nói có thể là cái này nó gần với phương án ấy. Là em nhớ là hồi xưa trường Ít Kiêu nó có cái cổng trường Ít Kiêu ấy, thì nó có một cái cổng phụ ở bên Lê Duẩn. Cái ngõ ấy, thỉnh thoảng bọn em giờ nghỉ vẽ bọn em ra uống nước chè, nó đi vào cái ngõ rất hẹp này này, xong xuống cái dốc. Thế thì đây là một cái ý tưởng đề xuất của Toàn, đấy là
không biết là Trình Hiện thì nó đại nó có thể em nói đại ý là Toàn có ý định là rủ dê hoặc là thuyết phục thế nào đấy mà để một năm sinh viên chỉ đi cái cửa hậu, không đi cửa chính nữa. Đấy có nghĩa là nó đấy là một cái tác phẩm. Một cái thứ hai thì có thể là em kể cái tác phẩm của anh Đạt ở trong hồi đấy anh ấy tham gia cái sự kiện nổ cái bùm ở trong Huế ấy. Thì anh Đạt này hồi đấy có khoảng 10 tác phẩm là bị kiểm duyệt và nó không được bày ở trong cái không được triển lãm trong cái nhà đấy nữa. Thì là anh Đạt anh ấy làm một cái tivi cho nghệ sĩ. Thì trong cái tivi đấy, cái tivi theo kiểu hơi hàng mã thôi. Thì mà trong cái tivi đấy thì anh ấy đưa luôn cái tin, anh ấy dán luôn cái tờ giấy thông tin thông báo của trên cục mỹ thuật sở văn hóa là lý do vì sao mà không được duyệt. Đấy anh ấy công khai bằng 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 cái tờ lý do đấy bằng bằng cách là dán vào cái tivi màn hình hàng mã mà anh ấy chế ra. Có một cái tác phẩm nữa của anh Nguyễn Văn Phúc. Đấy, thì là anh ấy có một cái kế hoạch là mỗi ngày vào thăm Lăng Bác một lần và mỗi ngày nhặt một cái lá tre. Thì với cái này thì mình cũng nó cũng liên hệ nhiều tới cái tính biểu tượng của cái hàng tre ở trong khu Ba Đình đấy. Thì có một một cái này là cái tác phẩm của em. Thì là hồi ngày xưa khi mà Pháp phá chùa Bảo Thiên ở ở khu bưu điện bờ hồ bây giờ ấy thì họ mang cái tượng Quan Âm chùa Bảo Thiên về cái bảo tàng Huy Mê à, chùa Bảo Ân. Thì họ mang về bảo tàng Huy Mê ở Pháp ấy, là cái bảo tàng mà của văn của cổ vật Đông châu Á nói chung tâm thể của Afghanistan. Thì là cái tượng ở Việt Nam ấy thì nó cũng rất là khi mà thờ giữa thờ mới không thờ thì khi không thờ đó là cái khúc gỗ ấy. Thực ra thì một cách nào đấy mình thấy là dụ người Pháp mang cái tượng đấy thì là mang một cái xác, mang một cái phần xác. Thế thì còn cái phần hồn thì ở đâu ấy? Thì em muốn gửi cái nhưng mà ở nó có một cái nghi lễ là để muốn cho cái tượng có phần hồn để thờ thì người ta phải hô thần nhập tượng. Và hô thần nhập tượng thì trong đấy nó có rất nhiều cái nghi lễ, nhưng mà trong đấy có cái nghi lễ quan trọng cuối cùng là họ gói một cái gói thất bảo. Thất bảo bao gồm là chỉ ngũ sắc này, một miếng vàng, một miếng bạc, ngọc, một miếng ngọc trai, một miếng san hô đỏ, một cái mạ não, ngọc mạ não, một cái miếng hổ phách và một cái này phải cho ông thầy viết ra là cái dị hiệu của cái người, của cái nhân vật này. Ví dụ như dị hiệu của bà Quan Âm là Avalokite gì đấy. Thì em đi xin những cái đồ này và em làm gói lại và em sẽ cũng mình gửi một cái bưu phẩm cho cái tượng ở địa chỉ là đây, ở địa chỉ là bảo tàng Huy Mê ở cái quảng trường gì đấy ở bên Paris. Thì nó cái tác phẩm này nó cũng hiện diện bằng một cái bưu phẩm thôi. Có một tác phẩm này nữa thì cái này thì có quay video lại. Thì là hồi nó xảy ra ở trong một cái khu nhà nghỉ dưỡng à, một cái Sài Gòn Domain của khách sạn năm sao, một cái khách sạn cao cấp của thực ra nó là cái khách sạn của cái ông nhà, cái ông sưu tập bút vĩ đại đấy. Thì hồi em ở đấy cùng cả một cậu tên là Phương, cái gì Phương nhỉ? Đình Phương, Phương Lều đấy. Thì
Phương nó làm một cái tác phẩm như này thì em cũng thấy là cái tinh thần cái kiểu đùa nghịch kiểu chặng trạng kiểu ấy nó rất là rõ là Phương muốn lấy, thực ra là bảo lấy trộm được hoặc bảo là lấy hoặc là nói là cách là lấy trộm một cách lịch sự thì Phương Phương lấy một cái viên gạch, một cái viên gạch ốp hồi ấy ở đấy em thấy nó có một cái viên đá nó ốp rất là đẹp, nó cứ có cái vân vân hơi hơi giống hóa thạch gì đấy, một cái rễ gì đấy, thế phát hiện ra cái viên đấy thế là mà nó lại hơi lỏng lỏng ốp, đã hơi lỏng xi măng ấy, thế thì bảo là trộm, nhưng mà trộm thì nó lại mất lịch sự quá, thế bây giờ mình đi xin phép, nhưng mà xin phép cái camera an ninh ấy. Thì Phương nó đứng trước cái camera an ninh mà nó giải trình một hồi là ở đây có viên gạch và tao thấy cái này đấy, nó nói một cái lý do gì đấy với cái camera an ninh, rồi nó ra lấy viên gạch rồi nó lại ra cái camera an ninh nó chỉ để nó, có nghĩa là một cái cách lấy trộm mà có thông báo một cách rất lịch sự với cả cái tòa khách sạn làm sao đấy. Có một cái tác phẩm này thì của Phụ Lục thì có một một bạn tên là Long ấy, bọn hay gọi là Long Đỗ Thỏ ấy, thì mấy năm trước ấy, bạn ấy xuất bản một cái cuốn sách ấy, Long nó sưu tập được rất nhiều cái sketch của các nghệ sĩ Việt Nam và nó nhưng mà vấn đề là ở trong cái giữa trang sách đấy ấy, thì nó có một cái sketch của Phan Thảo Nguyên, thì Phan Thảo Nguyên viết một cái chữ là chỉ biết là một cái câu là hãy đốt quyển sách này đi nhưng bớt lại trang này đấy, thì nó là một cái câu kiểu như là của một cái conceptual writing ấy. Thế nhưng mà cái câu đấy thì nó gợi ra cái một cái tưởng tượng thôi, nhưng mà thì cái tác phẩm này của Phụ Lục thì là tự dưng giống như là một cái trò nghịch ấy, hiểu cái câu ấy một cái cách nghĩa cực kỳ là nghĩa đen đấy, và làm theo cái lời của cái câu đấy thì mang quyển sách đi đốt và giữ lại đúng một trang đấy. Cái tiếp theo, cái này thì là một cái tác phẩm có thể gắn liền với cả cũng của Bảo tàng Duân và gắn liền với cả anh Thế Sơn ở đây, thì là cái này cũng bày ở trong cái kho đợt cái Skyline 4 ấy, thì là hai chữ liền. Để cái này là mua hai chữ liền với giá 3 triệu đồng. Thì tác phẩm của anh Sơn thì là đủ 4 câu là đủ cả hàng chữ là núi liền núi, sông liền sông. Đấy, nó là cái mà thể hiện cái tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa. Thì cái tác phẩm được đúc ở trên một cái được làm theo một cái hình thức là giống như kiểu là những cái mừng thọ, những cái mà chạm đồng mừng thọ mà trong dân gian kiểu ở phố Nguyễn Thái Học hay bán ấy, thì đấy tác phẩm đấy là mua lại hai cái chữ liền này. Và có một cái tác phẩm này thì cái tác phẩm tiếp theo thì là của anh Nguyễn Văn Song, thì hồi nhóm Phụ Lục có làm một cái trình diễn trên không gian thật ở địa điểm của năm cửa ô tên là Chúng Ta Ươm Lại Hoa, thì là hồi đấy có một cái tác phẩm bị công an hỏi, thế thì cũng lo vì là bây giờ phải ngồi bàn với nhau để mình phải có một cách thích nghi là mình phải nói thế nào đấy, một cái cách thích nghi, một cái nói thế nào đấy với cả công an để cho cái việc này nó qua đi, bởi vì cũng không nghĩ là cũng chọn cái cách đấy chứ không chọn cái cách là kiểu dạng như là ngang nhiên đứng thẳng để nói là mình làm cái gì. Thì nhưng mà cái hồi đấy thì cả nhóm bàn nhau ấy, cuối cùng là quyết định làm một cái việc là làm một cái clip ca nhạc. Thì
thì cái hành vi performance của Song là hành vi ném những cái hạt, thì cái hành vi đấy lại là hành vi chính trong một cái clip âm nhạc theo kiểu hát karaoke. Thì mình chọn một cái bài hát của Lê Minh Sơn là Ái Ya. Thực ra là nó có một cái rất thú vị là thực ra cái bài hát của Lê, cái hành vi của Song ấy, nó cũng rất là bề mặt nào đấy ý nghĩa, thì nó cũng có một cái vùng liên quan đến cái bài Ái Ya kia. Tại vì cái bài Ái Ya của Lê Minh Sơn là nó nói về cái kiểu như là cũng là một cái vùng nông thôn mà bị đô thị hóa đấy, bị các cái dự án hay bị cái gì đấy nó thay đổi mà theo cái kiểu hơi kiểu drama nuối tiếc ấy. Đấy thì cái hành vi của Song nó lại trở thành một cái đấy là một lý do đơn giản là chúng tôi quay clip ca nhạc và cái performance đấy nó lại hiện diện ở trên cái clip ca nhạc này theo kiểu để hát karaoke. Thì mà cái tác phẩm cuối mà tôi muốn chia sẻ là cái cũng là cái Lục Bình Ký, là cái này là tác phẩm vừa rồi của Phụ Lục tham gia Documenta. Thì cái này toàn nói cho thay đổi giọng. Cái này hơi phức tạp vì là khi mà nhà sàn thì là cái chính thể mà được Documenta mời, thì trong cái tập thể nhà nghệ sĩ nhà sàn nó sẽ có nhiều dự án, nhiều nghệ sĩ. Thế thì chúng tôi là một phần trong đấy. Thì nhưng mà nhà sàn nó có một cái dự án tổng để tham gia Documenta là dự án Bến, tên là Bến. Đấy thì là nó liên quan đến vì nhà sàn nó cũng gần sông nước mà, thì nó là một cái bến nước. Đấy, concept chính của nó là như vậy. Và khi mà chúng tôi nhận cái đề bài là Bến thì chúng tôi có nghĩ là làm cái gì ở bên đấy, và chúng tôi có khảo sát cái địa hình ở bên khuôn viên của Documenta thì thấy là cũng có một cái dòng sông Fuda nó chạy xuyên qua cái khuôn viên của Documenta. Thì chúng tôi thấy rằng là hai cái bến này nó đều có sông. Thì chúng tôi là vì lúc đấy là mọi nghệ sĩ là được chọn mà, chọn rất nhiều địa điểm địa hình, thì chúng tôi là muốn là bám cái bờ sông này, muốn làm cái gì đấy. Thì cái kế hoạch của chúng tôi là chúng tôi có thiết kế ra một cái chiếu hoa cho mọi người có thể thấy là cái chiếu cơ bản của người Việt nó như này, đúng không? Đấy, nhưng mà thực ra cái này này, cái hoa văn chính này là chúng tôi đã gọi là modify rồi, chúng tôi đã tự làm một cái hoa văn đấy, là cái quẻ thứ 59 trong kinh dịch, đấy là phong thủy hoán, thì nó liên quan đến sông nước mà, thì là nó là cái sự gió làm biến đổi cái vận nước gì đấy. Tóm lại như vậy thì chúng tôi muốn là không muốn là hiểu làm sắp đặt hay là một cái gì đấy nó hơi kiểu cầu kỳ, mà chúng tôi chỉ muốn là cái vật phẩm này nó được vắt lên cái thành cầu ở một quang cảnh của phương Tây thì chắc trông nó chúng tôi thấy là thú vị, kiểu thấy là nó hài hước, như kiểu là ai đấy vắt cái chiếu lên ở một cái khuôn viên Documenta kiểu nó rất là hoành tráng. Đấy thì chúng tôi nghĩ đến cái việc đó. Và cái thứ hai, ý tưởng thứ hai là chúng tôi có làm ba cái lục bình. Thì các bạn biết là cái chức năng của lục bình thì nó thực ra nó là để co, chứ nó cũng không phải là công năng để nó đựng cái gì, mặc dù nó rất to, cái thể tích nó rất to. Thế là chúng tôi muốn làm ba cái lục bình mà nó xem với cả cái độ cao của chúng tôi, nó khoảng 1m6 và nặng khoảng 50 cân, ba thằng đều như tầm như thế. Thì chúng tôi muốn là thả ba cái lục bình đấy xuống cái sông Fuda đấy, thì để nó cứ trôi ở trên sông ấy, và nó trôi đâu thì nó trôi đấy. Thì đấy là cái ý tưởng của chúng tôi là như vậy. Thì lúc đầu thì curator ở bên đấy cũng tiếp nhận cái đấy, và cũng có một cái thắc mắc là vì họ thì họ cũng bỏ rất nhiều tiền ra để làm ấy, thì họ cũng muốn là thế thì chúng mới thả đấy thì vỡ hoặc là mất thì sao, thì chúng tôi cũng muốn là thì đã xuống sông thì nó phải là thuận theo dòng sông, thì nó phải là ở đấy hoặc không ở đấy, hoặc là chìm đấy thì chúng tôi sẽ không tiếc. Thế thì họ cũng gọi xuôi xuôi nhưng mà cũng cảm thấy là chưa thoải mái lắm. Đấy, xong rồi đến một thời gian sau thì khi mà có kinh phí rồi thì chúng tôi
định đi sản xuất thì họ mới nói là phải đợi, vì là họ phải check lại với cả chính quyền thành phố, vì là không biết là chính quyền thành phố có cho thả ba cái bình xuống sông không, thì ở bên kia quy tắc nó rất là ngặt nghèo. Thế xong rồi là chúng tôi đợi khá là lâu, đến cũng bị gọi là sát deadline rồi, thì chúng tôi mới giục, thì người ta cũng trả lời một cách là nó cũng không rõ ràng lắm. Người ta bảo thôi chúng mày cứ sản xuất đi, chúng mày có thể đi đặt hàng rồi. Thế là chúng tôi đi đặt hàng, thế là vì thời gian nó bị trễ. Thế là lúc đặt hàng xong thì đúng cái lúc mà cái cuộc chiến của Nga với Ukraine nổ ra, thì lập tức là cái giá thành vận chuyển đường thủy nó lên khủng khiếp, nó lên đến dã man luôn. Và cùng là chúng tôi vì cái budget vận chuyển là nó có sẵn rồi, mình bao nhiêu mình phải đăng ký, người ta chỉ cho mình cái gói thôi. Thế lúc đấy nó gấp đến bao nhiêu lần đấy là tá hỏa cả lên. Vì thực ra kể cả là không phải chúng tôi đâu, kể cả các dự án khác của nhà sàn cũng vậy, cũng bị vấn đề kinh phí vận chuyển là ai cũng méo hết cả mặt. Đấy là, và họ cũng không giải quyết, họ bảo thôi đấy chúng mày phải chấp nhận làm nào làm. Đấy thì thế xong rồi là cũng đàm phán với họ, và họ mới đưa ra một cái là bây giờ chúng mày đừng vận chuyển nữa. Thế thì tao nghĩ là các bạn biết là ở bên Đức thì có một cái cộng đồng người Việt rất lớn ở Berlin, có một cái chợ Đồng Xuân. Thì cái chợ Đồng Xuân đấy nó cũng bán rất nhiều gốm sứ, đủ các thứ có hết. Thì người ta bảo là thế chúng mày mua luôn ở bên này thì nó đắt hơn tí nhưng mà nó vẫn còn rẻ hơn là vận chuyển. Thì chúng mày cứ yên tâm là tao sẽ tìm được. Đấy, xong rồi thì bọn tôi cũng ok. Nhưng mà trên thực tế là thực ra họ làm có vẻ là cũng nhiều việc quá, họ cũng hơi ẩu. Thì họ cũng không quán xuyến cái việc cái thường xuyên, cho nên là lúc thời gian trôi đi chắc mình dục thì người ta mới nhớ đến cái việc đấy, người ta mới đi hỏi, thì nó cũng không dễ như thế. Thì lúc đấy là hàng ở Việt Nam cũng không sang được, thì nó không có cái bình nào mà đúng như chúng tôi mong muốn về tỷ lệ lẫn về hoa văn. Thì họ đưa tạm một cái bình nó bị bé hơn, gọi là dùng tạm cũng được, nhưng thực ra là về mặt đòi hỏi thẩm mỹ là nó cũng đã chán rồi. Đấy, và thứ hai là nó chỉ còn mỗi một đôi bình thôi, đấy, trong khi chúng tôi muốn thả ba cái bình. Đó thì là tức là nó rất là khó khăn. Thế xong rồi là thế xong đến lúc mà chúng tôi cũng chấp nhận cái phương án đấy. Nhưng một thời gian sau thì họ cũng nói rằng là cái nhà đấy là cũng không còn cái bình nữa, là không mua được nữa. Thế xong rồi đến sát ngày thì họ mới gửi cho một cái đề xuất vào đây. Bây giờ cũng sát ngày rồi, tao tìm cho chúng ba cái bình cho chúng mày như này, thì chúng mày phải quyết nhanh lên, không còn thời gian nữa. Thì gửi cho chúng tôi, thì chúng tôi xem ở trên máy tính, gửi mail vào chúng tôi, thế gọi là ngã ngửa ra. Vì là ba cái đề xuất của họ là không phải lục bình, mà nó là ba cái bình để trồng cây cảnh mà bằng composite, một cái nhựa tổng hợp trắng trơn, và nó ở cái hình ảnh mẫu đấy, nó còn đang trồng cả lưỡi hổ. Thế tôi bảo thưa, không hiểu tại sao người ta lại có một cái cách cư xử kiểu như vậy. Mà nhưng mà cái thoáng qua lúc đầu thì đúng là mình bức xúc và mình tức giận thật, nhưng mà lúc sau mình lại thấy cái chuyện này buồn cười quá, chuyện này rất là khó hiểu và rất buồn cười. Và thế xong rồi chúng tôi bảo là ok, thì chúng tôi sẽ nghĩ sớm để trả lời sớm. Mà chúng tôi cũng đã nghĩ rằng là và thực ra lúc đấy cái ban tổ chức của Documenta nó rất rối ren giữa cái đơn vị hành chính với cả curator, người ta làm việc cũng rất là khó khăn với nhau. Thế chúng tôi cũng nghĩ là chắc là phải có một cái cách linh động nào đấy, một cái mẹo nào đấy để giải quyết vấn đề này, chứ còn cũng không thể nào mà cứ giữ như cũ được. Thế thì và cộng thêm là đến ngay ngày hôm sau lại nhận thêm được một cái email nữa của ban tổ chức là bảo là vì nhưng mà thì chúng mày không mua được bình thì cũng không sao đâu, vì đằng nào là chính quyền thành phố cũng không cho cái việc thả. Chắc là bây giờ người ta mới confirm là người ta không phải không cho, mà người ta nguyên văn là chính quyền thành phố không ủng hộ cái việc thả ba cái bình, vì họ coi đấy là cũng tương tự như cái hành vi xả rác. Thế xong thì chúng tôi mới bảo ok, chúng ta quyết định là chúng ta sẽ không xả rác xuống sông, và chúng ta sẽ có cái phương án chúng ta, nhưng mà đến sát ngày này thì nó có như nào thì chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta cũng không thể nào mà vì là cận ngày quá, thế là chúng tôi mới có cái quyết định là dùng ba cái bình đấy, dùng ba cái bình composite của họ. Và chúng tôi sẽ vẽ đè lên cái vẫn uốn theo cái dáng lục bình, ốp lên cái mặt tiền của cái bình đấy. Thì ví dụ nhìn trực diện, nhìn thẳng diện thì nó vẫn trông nó vẫn giống.
Đấy, nhưng mà nhìn nghiêng các bạn sẽ phát hiện ra là nó rất là buồn cười, nó rất là vớ vẩn. Đấy, thế xong rồi chúng tôi sẽ dùng ba cái bình đấy, và cộng thêm là chúng tôi thấy cái chuyện này nó thực sự buồn cười, và chúng tôi có cộng tác với cả một cái họa sĩ truyện tranh rất là hay, đấy là bạn Mỹ Anh. Đấy, thì chúng tôi đã có dịp làm việc với bạn rồi, thì cái bạn này là cái bạn làm hoạt hình, nhưng mà cái chất của bạn nó rất là vẽ hay và rất là kiểu như trẻ con, rất là hay, cái phong cách rất hay. Thì chúng tôi mới kể cho các bạn ấy toàn bộ cái câu chuyện, những cái đấy đầu bọn anh được mời nhau làm việc nhau, xảy ra cái việc gì em hãy tường thuật toàn bộ càng sát càng tốt bằng cái ngôn ngữ truyện tranh. Thế là bạn ấy nghe chuyện bạn cũng thích, bạn bảo ok thì em sẽ kể cái chuyện của bọn anh bằng truyện tranh. Đấy thì xong rồi bạn ấy vẽ truyện tranh. Thế mà cái lúc mà cái hình cái ông mà đang nhìn cái chiều ấy, thì là chính là cái hình mà cái ông mà gọi là như kiểu giám đốc tài chính ấy, của bên Documenta ấy. Cái ông ấy làm việc là khá là hách dịch và khá là rắn mặt. Đấy, thì là cũng cho lên hình luôn, trông khá giống cái ông đấy. Buồn cười. Thế thì chuyện nó kiểu như, ý là chúng tôi thấy là cái khó khăn đấy, nếu như nó đủ khó khăn đấy tự nhiên nó trở thành một cái động lực cho mình ấy. Nó đủ hấp dẫn để mình chơi tiếp cái cuộc chơi này mà theo cái cách chơi của mình ấy, mà mình không còn là cái người bị động nữa ấy, thì tự nhiên họ lại là cái người rất là bị động. Thế xong rồi cái hôm set up xong rồi thì chính cái anh giám đốc đấy, anh ấy mang cái phân phát cho mỗi người một cái bảng ghi ấy. Thì lúc đấy anh bước vào cái chỗ triển lãm đấy, anh cũng giật mình. Anh nhìn thấy bọn em cố tình set up ba cái bình đấy ở cái phương diện là khi bước vào vườn thì người ta phải nhìn chính diện trước. Thế anh giật mình bảo sao lại vẫn kiểu như có ba cái bình lục bình này ấy. Xong anh nhìn một lúc anh ấy, anh nhìn ra là bọn này nó fake, nó làm trò, nó làm hết lên. Thế là anh cười trừ thôi, nhưng mà cũng đã rồi hết rồi. Thì nhưng mà nó cũng có một cái những cái thông tin mà tôi nghĩ là rất là quan trọng, ví dụ như là cái mà không phải là tự nhiên mà tôi nghĩ ra cái dự án là kêu gọi những sinh viên mà họ đi cửa hậu một năm đâu, mà nó phải là mình như kiểu là mình đang mượn cớ, đang phải có một cái thời điểm vàng để mình làm việc đấy. Thế tức là cái thời điểm đấy là tự nhiên trường nó quy hoạch lại tổng thể, đúng không thầy, về cái là ngăn, vì cái trường đấy là đặc thù là nhà trường học nhá, nhưng mà đằng sau thì lại là nhà ở riêng của hiệu trưởng, hiệu phó, rồi các công nhân viên, các cán bộ. Thì là trường nó hơi lung tung, nhiều khi đi vào trường thấy thầy mà không dạy giờ thì có thể mặc quần đùi cái thứ, vì là thầy ở trong đấy mà. Thì nó trông nó quang cảnh nó rất là văn nghệ, nó buồn cười thế. Nhưng mà đến cái năm đấy thì thầy hiệu trưởng mới lên là ngăn cái việc đấy lại, ngăn cái tường. Thì tức là giáo viên với công nhân viên mà nhà có nhà ở trong trường thì phải đi đường vòng, đi đường Lê Duẩn, không được thông ra nữa. Thì tức là cái cửa ở bên đằng Lê Duẩn bị ngăn lại, tức là không đi được nữa. Thì nhân cái việc đấy thì mình mới fake lên là có một cái dự án, là vì ra như kiểu một cái bản thông báo là gửi đến các cái bạn mà đã đang ở nằm trong cái dự án một năm không đi, một năm đi cửa hậu ấy, là chúng cái dự án này của chúng ta đã tạm thời bị phá sản vì là trường bây giờ người ta ngăn rồi, là mình không đi được cái cửa hậu đấy nữa. Đấy, thì là sẽ bây giờ tạm thời là dự án đấy là bị phá sản, mọi người chờ thông báo mới, kiểu là một cái dạng như thế. Như tức là mình đang kiểu như mượn gió bẻ măng, đang làm một cái chuyện nó hơi chơi. Đấy, thì nó như vậy. Mà cộng thêm là cái chuyện cái tác phẩm của Thảo Nguyên, mà cái cuốn sách là đốt cuốn sách chỉ giữ lại trang này ấy, thực ra nó cũng hơi nhạy cảm vì chúng tôi cũng không tự làm được cái việc đấy, vì đây là cái tác phẩm của Thảo Nguyên, chúng tôi cũng phải hỏi và phải đồng ý được cái sự đồng ý của, vì Thảo Nguyên cũng là bạn thân của chúng tôi mà cũng là nghệ sĩ, nói thật là cũng ngôi sao, cũng nổi tiếng rồi, thì cũng phải hỏi và được sự đồng ý, và người ta kiểu như người ta thấy người ta thực ra người ta có quyền là không đồng ý mà, nhưng mà kiểu như người ta cũng thấy có thể tác phẩm này nó cũng vui và cũng hay, thì người ta cũng ủng hộ mình, thì mình mới được phép đốt cái kiểu đấy. Đấy, thì đấy là những cái thông tin bổ sung thôi. Cái lúc mà nói bàn đến cái này thì rất là ít, cũng chuyện này nói thật là như kiểu nếu mà để nói về nghệ thuật phương án mà nói chuyện bàn chuyện được với nhau thì nhiều lúc cũng thấy quá hữu hạn, chỉ có loanh quanh mấy thằng quan tâm và
khi mà kể cả khi mà em nghĩ ra làm cái talk này, em muốn mời diễn giả, em cũng không muốn ngồi ở đây vì em cả cái dự án này em rất nhiều việc. Thế nhưng mà đếm người mà nhiều để là gọi là đề xuất để là diễn giả ngồi vào đây hoặc là moderator, nó thật là tìm rất là khó, rất là ít luôn ấy. Thế cho nên là đấy là cái thực tế. Mới cả cái thứ hai là đây nó cũng hơi giống cái câu chuyện này là thế thì chúng ta sẽ nói về cái là ở đây những cái ưu thế đúng không? Chúng ta thấy là cái này nó quá ưu thế, nó quá ưu việt về mọi thứ, rẻ rồi là linh động, siêu rẻ. Đấy, siêu nhưng mà và mình thì cái nghệ thuật của mình thì nó quá là vất vả, quá là nhiều những cái trở ngại thế. Nhưng mà thế thì về mặt logic lẽ ra nó phải phát triển nhé. Mà em có đọc lại cái bài của anh thì anh cũng nói là mà đây là từ bao năm trước rồi. Anh cũng nói là anh cũng khá là gọi là lạc quan, anh tin là cái nghệ thuật như sau đấy là hơn chục năm rồi thì nó vẫn như vậy. Thế thì ví dụ như ở đây em có thể cả anh Thế cũng như là anh Sơn các anh có thể có thể một cái lý giải nào đấy. Tại sao nó lại không phát triển không? Câu hỏi đấy thì cũng rất hay, nhưng mà trước khi để muốn nhờ anh Sơn nói cái việc là anh học ở cái xưởng của ông Lý Xuân Trung ấy, cái việc mà thực hành nghệ thuật nó liên quan đến cái việc mà phải ghi ra. Ở đây rõ ràng có việc là phải ghi ra. Thì anh nói cái công việc thì anh đã từng học. Thì câu chuyện như thế thì nó gần như là trải qua một cái sự hình thành từ manh nha của cái gọi là cái xưởng số 5 Hoa Xuân Dầu. Thực ra lúc đầu thì nó cái nghệ thuật phương án nó cái khoa nghệ thuật thực nghiệm, chính xác là cái khoa nghệ thuật thực nghiệm mà lúc mình có học được 6 tháng rồi, và trước là mình học 3 năm về chương trình thể ở bác sĩ của nước này nghệ thuật. Thế nhưng trước đấy thì mình học 6 tháng có một cái học 6 tháng ở trong cái xưởng. Thế lúc đó nó không phải là xưởng đâu, nó là khoa nghệ thuật thực nghiệm nằm trong học viện tạo hình. Tức là thời Thế học thì chưa có, nó mới chỉ là cái xưởng số 5. Thế bên kia nó phân ra cái mô hình học viện nghệ thuật thì nó phân rất là nhiều trường nhỏ như đấy. Và cái trường nào cũng quan trọng. Thế cái trường mà mình và anh Thế có học ở trong đấy là cái gọi là học viện tạo hình. Thì trong học viện tạo hình thì nó chia ra các khoa, từ khoa sơn dầu, khoa điêu khắc. Và sau này thì nó là khoa thực nghiệm, khoa nghệ thuật thực nghiệm. Thì trước đấy thì nó chưa có khoa nghệ thuật thực nghiệm này. Cái mà nghệ thuật phương án mà anh Thế có nói nó là manh nha từ cái xưởng số 5 của khoa sơn dầu. Mà lúc đó anh Thế đang học. Thì bản chất là anh Thế tốt nghiệp thạc sĩ về sơn dầu. Đó, chứ lại không phải là về nghệ thuật thực nghiệm. Nhưng cái nghệ thuật thực nghiệm lúc đấy nó cái nghệ thuật phương án đấy nó giống như là một cái manh nha của hai nghệ sĩ có thể nói là quan trọng và hàng đầu của học viện nghệ thuật. Trước lúc đó là ông Từ Băng, ông Suy Phim vừa làm tác phẩm thiên thư, và ông thầy của anh Thế cũng như thầy của mình, ông Lý Xuân Trung, ông Lã Thắng Trung. Ông này là một dạng nghệ nhân cắt giấy và ông rất nổi tiếng với cả cái gọi là Tiểu Hồng Nhân, là cắt những hình những con ếch, người đỏ và nối với nhau thành các cái mô đun và tương tác trong rất là nhiều năm. Thì ông Lã Thắng Trung và ông Từ Băng là những người đặt cái nền móng gần như đầu tiên để mà ra được cái phương án đó. Và nó phát triển đến mức độ mà lúc đầu chỉ là một cái xưởng số 5 của cả sân dầu. Sau đó nó phát triển lên thành một cái khoa gọi là khoa nghệ thuật thực nghiệm, là nó kéo dài suốt trong những cái năm đầu của thế kỷ 21, từ năm 2004 cho tới 2002, cho tới năm 2012, khoảng 10 năm đúng sau khi mình mới làm một tốt nghiệp học viện thạc sĩ đi về thì 2013 thì cái khoa nghệ thuật thực nghiệm thì nó nâng lên thành học viện. Thì muốn nói qua một chút cái tiến trình như thế để thấy một cái hạt nhân là cái thực hành về nghệ thuật phương án, nó giống như là một cái công cụ rất là hữu hiệu ở cho cái thực hành của cái sự thực hiện như thế. Thì nó đã được nâng lên thành khoa, và từ khoa thì nó nâng lên thành một cái học viện số 6 ở trong cả một cái học viện Trung ương Bắc Kinh.
ở trong lương Trung Quốc thì mình có thể hiểu cái quy mô của nó lên mức độ học viện và nó đào tạo tiến sĩ thực hành, thì có nghĩa là nó cái độ phát triển trong vòng 10 năm mà trước đó cái đoạn manh nha từ 2002 trở về trước thì nó là một cái tốc độ phát triển kinh khủng khiếp, và mình có thể nhìn thấy cái sự ảnh hưởng của cái nghệ thuật phương án hay của cái thực hành mà gọi là experimental art, mà khi mà nó bước chân vào cái môi trường học viện ở Trung Quốc thì nó đã ảnh hưởng ngược lại tới tất cả các cái thực hành khác của các học viện khác. Và cụ thể là mình có thể thấy là khi những cái giai đoạn như là 2004, cái giai đoạn mình gọi có may mắn ở đó 4 năm từ 2008 đến 2012, thì thấy tất cả các cái thực hành của các cái khoa và của các xưởng khác ở trong trường, từ sơn dầu, bích họa, Trung Quốc họa, thiết kế đô thị, tất cả đều có ảnh hưởng của yếu tố nghệ thuật thực nghiệm ở trong đó. Nó không còn là một cái tác phẩm của một cái chuyên ngành hẹp, kể cả là ví dụ của cái urban design là một cái thiết kế đô thị, như nó như là một cái trình diễn hoặc là như một cái sắp đặt, hoặc là những cái tác phẩm bích họa lúc đấy nó không còn phải là phải ở trên tường nữa, mà họ có thể dùng project, họ dùng báo, rồi là các cái thứ mà mình chỉ nghĩ trước đấy nó nằm ở trong cái gọi là experimental art thuộc khoa là thực nghiệm, thì bây giờ nó ảnh hưởng ngược lại tới những cái khoa mà kể cả là sơn dầu. Thì lúc đấy chẳng hạn những cái khoa sơn dầu là những khoa tương đối bảo thủ của Trung Quốc lúc đó, thì cũng tất cả những phương án trình bày của những cái bài từ của tốt nghiệp của sinh viên từ bậc đại học cho đến bậc thạc sĩ, thì mình thấy nó giống như là những cái tác phẩm sắp đặt nhiều hơn. Và kể cả cái họa sĩ mà thực hành về sơn dầu thuộc loại gọi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc là Liu Xiaotong, là Lưu Hiểu Đông, Lưu Hiểu Đông, thì ông cũng không nhận mình là một người vẽ sơn dầu nữa, mà ông nói là tôi là một người nghệ thuật thực hành nghệ thuật hành vi. Về bản chất thì hành vi lúc đấy ông coi toàn bộ cái việc ông thực hành vẽ sơn dầu lúc đấy nó như một cái ý niệm của một cái hành vi. Đó là ông ấy là một người mà gần như vẽ dùng cái việc mà trực họa để làm trình diễn. Đó thì mình muốn nói qua một chút để thấy là cái anh thấy đề cập cái vấn đầu là cái hệ thống phương án lúc đầu thì nó xuất phát từ cái câu chuyện là không thể trong cái bối cảnh là không thể triển lãm được, rất là khó khăn, nhưng mà dần dần nó được bước vào ở trong cái môi trường học viện thì nó được lý thuyết hóa và nó được chấp nhận như một cái hệ thống rất quan trọng. Và thậm chí ông Lã Thắng Trung đã xuất bản liên tục những cái cuốn sách, ví dụ như là Khởi Nguồn của Sáng Tạo, hai tập. Và cái cuốn đấy lúc đầu nó chỉ là cuốn gối đầu giường của sinh viên của bên nghệ thuật thực nghiệm, nhưng sau nó trở thành cái sách gần như là sử dụng cho toàn trường. Đó thì mình muốn nói cái sự khác biệt. Tại sao anh Thế hoặc là Toàn có hỏi câu chuyện là tại sao nó không phát triển được, thì mình nghĩ một cái phần quan trọng mà có phần trách nhiệm rất là quan trọng đó là của không đi vào học viện được. Nó không được lý thuyết hóa cũng như không được không đi vào giáo dục, nó không được đi vào giáo dục. Thì mình thấy có thể nhìn thấy rõ cái bức tranh của cái việc là từ những cái phong trào lúc đầu trước năm 86-89 nó chỉ là những cái phong trào gọi là underground, nhưng sau đó thì nó khi mà được bước được vào học viện thì những người nó có sự khác biệt rất là lớn ở Việt Nam và Trung Quốc, là những người underground, những người mà thực hành ở bên ngoài thì sau năm 2000 thì phần lớn đều được giải thảm đỏ vào, và là những người mà tạo chính sách cũng như là viết chương trình hoặc là đặt những cái dấu ấn quan trọng cho cái triết lý cũng như cái đường hướng phát triển của từng khoa, của từng ngành. Chính vì thế tại sao là một cái câu chuyện của nghệ thuật phương án lúc đầu nó chỉ là ở giải quyết cái nhu cầu của cái bối cảnh đó, nhưng về sau nó trở thành một cái lý thuyết cũng như là trở thành một cái phương án của một cái thực hành mà nó trở thành cái xương sống cho khoa nghệ thuật thực nghiệm. Và mình đã chứng kiến rất là nhiều, bản thân mình học trong đó 6 tháng thì cái việc mà hàng cứ phải đến lớp, cứ lên lớp và ngồi viết các phương án ra và tranh cãi với nhau, sau đó vừa vẽ vừa viết, và khi mà bày ra thì mỗi một học kỳ khoảng 6 tháng thì cái tác phẩm cuối cùng lại là những cái quyển sách đóng theo kiểu cái chuyện art book, nhưng mà theo nó bắt buộc là phải đóng theo cái kiểu sách của Trung Quốc, kiểu sách của sách cổ, tức là mở từ bên trái sang và viết thế này. Đấy, thì nó bắt buộc theo cái mô hình như thế, nhưng mà và trong đấy thì là các cái phương án mà giống như anh Thế cũng kể thôi, thì hoàn toàn nó là các cái bước
các ý tưởng cũng như là các bước thực hiện, nếu có tiền thì sẽ thực hiện được như thế nào như thế nào. Bởi vì bản chất nó giống như là một cái proposal của một cái tác phẩm thì đúng hơn. Thì mình nói như vậy thì bây giờ mình rất là quen với cái câu chuyện là đề xuất một cái proposal để cho một cái triển lãm, đúng không? Cũng như phương án đấy hết bao nhiêu tiền, kinh phí định tổ chức ở đâu như thế này kia. Thì về bản chất cái nghệ thuật, cái plan art đấy nó chính là làm một cái ý tưởng, một cái đề xuất ý tưởng để trưng bày một cái tác phẩm. Đó thì dần dần nó biến thành một cái việc mà bản thân mình thấy, nhận thấy các thầy ở trong khoa cũng nói rõ ràng là họ học viên của Trung Quốc rất giỏi về kỹ thuật. Đừng có nói là về kỹ thuật, họ giỏi như nhau. Khi mà bước chân vào trường rồi thì cả nghìn người mới lấy 100 người, hay là 10.000 người mới lấy 1.000 người. Thế nên là về mặt kỹ thuật thì họ cực kỳ giỏi và gần như ai cũng giỏi như nhau. Thì họ chỉ thiếu nhất là thiếu cái thực hành về cái tư duy. Thì đó là lý do tại sao mà những người thầy như là Chí Ping hoặc là Lý Xuân Trung là những người mà khao khát cái việc mà cho sinh viên, cho các học viên rèn luyện cái việc làm tư duy. Về bản chất cái project art hay là cái plan art hoặc là chính hãng là cái phương án, nó chính là một cái phương pháp rèn luyện tư duy để xây dựng tác phẩm. Đấy thì mình nghĩ là cái cách giải thích như vậy thì nó sẽ gần gũi và mọi người bây giờ sẽ dễ hiểu hơn. Nghe phương án thì nó có cái gì nó hơi bí hiểm, nhưng mà rõ ràng mình thấy rất là rõ ràng cái quá trình mình học ở 6 tháng đấy, khi xem tác phẩm triển lãm là không xem tác phẩm thật mà bày một cái bảng dài của mọi người ngồi, mọi người đến xem triển lãm là người vào đọc các phương án, và mỗi người đọc cái phương án là đọc một cái quyển sách, quyển vở mà được đóng theo cái hình thức Trung Quốc họa như thế. Và thậm chí như ông Nguyễn Trung Trung, ông ấy làm một cái tác phẩm là ông ấy làm một cái tác phẩm thư viện, là thư viện Sơn Thủy, là ông ấy vẽ tiếp vào cái gáy của tất cả các phương án đấy, và khi cắm vào giá sách thì nó giống như một bức tranh phong cảnh Sơn Thủy đó. Thì ông ấy tạo ra một cái tác phẩm là phong cảnh Sơn Thủy của cái khoa nghệ thuật thực nghiệm. Thì như vậy thì mình thấy là cái cốt lõi cuối cùng là cái tác phẩm của nó lại chính là những cái quyển sách, những quyển vở được đóng thành các phương án như thế. Và ngoài ra thì họ có thể in thành những cái phần poster lên tường để có thể diễn giải ra đây, thành gọi là design lại, thành mỗi người một cái poster như thế. Vậy một cái tác phẩm khi vào xem một cái triển lãm như vậy thường là có hai hình thức, là một là quyển sổ và hai là cái poster trên tường. Đấy. Đương nhiên là sau một năm học thì họ sẽ chọn lựa những phương án tốt hoặc những phương án có khả thi và đẩy nó lên thành tác phẩm thật. Thì lúc đấy thì nó lại thành một cái tác phẩm sắp đặt hay là video hoặc là đủ các thứ như mọi người thấy như bình thường. Đấy, thì những cái giai đoạn trước đó thì là khi mà xem cái triển lãm của khoa nghệ thuật phương án trông nó hơi buồn cười. Vào chỉ có một cái phòng không và có cái bàn ở trong để giải các cái sổ trên bàn đặt được vậy. Thì nó sơ qua một chút để thấy là trong vòng khoảng hơn 10 năm thì nó từ một cái xưởng. Thì anh Thế bắt đầu học nó còn chưa hình thành. Và khi mình học xong rồi, đến 2013 thì bây giờ nó là cái học viện nghệ thuật số 6 của Học viện Nghệ thuật Trung ương Trung Quốc, thì thuộc lại Học viện Nghệ thuật to nhất ở Trung Quốc bây giờ, một trong những bát đẳng học viện. Đó. Thì sơ bộ thế để thấy cái cảm ơn anh Sơn có cái bổ sung rất là thú vị. Vâng, vừa rồi thầy có thấp thoáng như Đỗ Từng Linh ở đây. Thì thực ra là như này, nó có một cái vấn đề căn bản là cái nghệ thuật ý niệm không được dạy ở trường. Thực ra từ hồi mình để ý thì có lẽ là Đỗ Từng Linh là người đầu tiên, và đến nay cũng không có ai tiếp tục nghiên cứu về cái nghệ thuật ý niệm. Thế thì tại sở dĩ mà có nhắc đến cái mở đầu nghệ thuật phương án, thì tất cả những cái người khởi đầu quan trọng của nghệ thuật phương án này là các nghệ sĩ ý niệm. Ví dụ như Ngải Nghị Ngụy, như là Từ Bắc, như là Châu Thiên Thanh. Thì đấy là cái mà cái then chốt hiện nay vướng về vấn đề giáo dục nghệ thuật ở các trường nghệ thuật chúng ta là không đặt vấn đề ý niệm. Đấy, không đưa những cái lý thuyết về nghệ thuật ý niệm, không đưa những cái lịch sử của nghệ thuật ý niệm và những ảnh hưởng của nó. Và thực ra là cái mô hình thế giới hiện nay thì cơ bản mà nói thì đặt rất đúng cái việc mà ngoài vấn đề dạy kỹ năng thì cái việc concept. Đấy, thì đấy là cái muốn bổ sung thêm một cái phần mà nền tảng cho cái nghệ thuật này, cái nghệ thuật phương án này. Em có đôi lời đúng không ạ? Ừ, ok. Thực ra có một cái câu hỏi lúc nãy là anh Toàn anh đưa lên mà mọi người chưa trả lời, em vẫn nhớ đấy là em nghĩ là đối với để phát triển được bất cứ loại nghệ thuật nào, đặc biệt là nghệ thuật phương án, nó là một ngành mới này, nhỏ của ý niệm nữa, tức là nó là mới của mới và nhỏ của nhỏ. Và nó lại còn xuất phát từ Trung Quốc nữa. Thì thực ra thì nghe tưởng là Việt Nam sẽ có ảnh hưởng nhiều, giao thoa nhiều với cái một cái đơn vị nghệ thuật ngay cạnh mình, thì thực ra lại cũng không phải thế.
thì nó cũng là một cái rất thú vị. Tức là Trung Quốc em cảm thấy nó có một cái sân chơi riêng. Nhưng mà lúc đấy thì có nói cái câu là phải làm rõ là đặc tính nào là đặc tính của nghệ thuật phương án, để có những gạch đầu dòng như thế thì khi mà mình làm một tác phẩm thì mình sẽ biết rằng là nó có phải là nghệ thuật phương án không. Tại vì là em sau khi em nghe các anh chia sẻ, và sau đặc biệt sau khi anh Sơn chia sẻ, thì cái mường tượng của em về cái ý nghĩa, cái định nghĩa của nghệ thuật phương án, nó là phương án theo cái cách là, thì lúc này em lúc đầu em nghe thì cảm thấy rất là rõ, là khi anh nói rằng là thứ nhất là nó là văn tự này, và nó như một cái file ném mà nó có thể duỗi ra ở trong tâm trí của mọi người, thì cái khả năng duỗi ra của tâm trí nó rất là quan trọng, và cái việc nó ngay từ đầu nó là một cái file ném nó quan trọng. Thế thì tại sao phải làm một cái tác phẩm nghệ thuật phương án, thì cũng có thể bởi vì là không có phương án khác, là mình phải, tức là mình phải làm ra cái kế hoạch thôi, và chưa có thể thực hiện được nó thành một cái dạng gì đấy tồn tại vật lý mà mình nhìn được, sờ nắn được, thì có thể là bởi vì bị kiểm duyệt, hoặc cũng có thể là bởi vì là bây giờ mình muốn tạo ra một cái thứ mà lúc này chưa xây được. Tôi tưởng tượng ra một cái quần thể kiến trúc mà tồn tại sao hỏa chẳng hạn, có thể làm như thế. Nhưng mà em nghĩ là đến đoạn đầu thôi, còn đoạn sau thì bắt đầu người ta nghĩ rằng là cái hư ảo nhanh nói, tức là bây giờ đặt nó ngay từ đầu nó phải có cái lý do đầy đủ là ta phải tồn tại được dạng một cái phương án. Và như thế thì khi mà nó duỗi ra trong tâm trí của mọi người thì nó sẽ duỗi theo những cách khác nhau. Và quan trọng nữa là anh có thể phá bỏ đi một cuốn sách, nhưng mà anh cũng không hề phá bỏ được cái nội dung đấy. Thế tức là khi mình muốn biết một cái nội dung nào đó thì phải có ai nói cho mình, hoặc là mình đọc cái văn bản họ viết ra, thì cái thông tin nó mới truyền được từ ngày này sang ngày kia. Nhưng về cơ bản là một cái văn bản, một cái bản kế hoạch đấy, nó không, chính bởi vì nó không có thực thể vật lý nên nó cũng, nó là thông tin nên nó cũng không bị phá hủy. Nên cái việc nó là như thế, chính ra mặc dù là khó để truyền bá, khó để chia sẻ cho người khác, nhưng mà nếu mà nó còn tồn tại thì nó sẽ tồn tại rất là lâu, nên không thể phá hủy được. Em cảm thấy rằng đấy là cái lý do tại sao mà cái nghệ thuật phương án nó nên tồn tại, cần tồn tại. Và em lại còn nghĩ thêm một cái nữa, khi mà anh Sơn nói về rằng là một cái bản kế hoạch nó rất chi tiết, trong đấy là thực hiện như thế nào, bản vẽ ra sao, rồi bao nhiêu tiền nữa, thế nó rất là chi tiết. Thì thực ra em nghĩ nó lại quay lại một chuyện nữa là nghệ thuật ở thời điểm ban đầu, cả phương Tây hay là phương Đông, mặc dù là có những cái nền giáo dục và thực hành nó và gọi là lao động khác nhau, thì nghệ thuật ban đầu vốn là cần gắn cái tính kế hoạch rất là cao. Vậy một cái bức bích họa đi, anh phải lên kế hoạch ban đầu, anh phải vẽ sketch, anh phải đi vẽ nghiên cứu, anh vẽ phác thảo sơn dầu, xong mới vẽ ra bích họa chẳng hạn. Tức là nghệ thuật đã có một cái sự yêu cầu phải lên kế hoạch rất là rõ ràng. Mà chính là khi mà bước sang nghệ thuật hiện đại thì cứ chậm dần thì có một số nhánh nó đi, nó lại phá bỏ cái sự quan trọng của việc lập kế hoạch. Thế là anh có một cái bức toàn và anh thực hiện hành vi của anh trên đấy. Thì cái xu hướng mà quay lại với cái nghệ thuật phương án cũng có thể là một trong những cái cách mà nghệ thuật cũng như rất rất nhiều thực hành khác nó cứ xoay vần, nó tuần hoàn, nó quay lại cái điểm bắt đầu nhưng mà theo một cái cách mới. Còn em nghĩ là ở phương Tây thì ví dụ nó không gọi tên ra là nghệ thuật phương án, nhưng mà nó cũng có những cái tự nhiên nó tồn tại ở dạng nghệ thuật phương án. Ví dụ như là hồi đầu thế kỷ 20, những cái ông kiến trúc sư tiền hiện đại chẳng hạn, tiền quốc tế, tiền phong cách quốc tế, ông vẽ ra những cái thiết kế của một cái quần thể kiến trúc đô thị cái gì đó rất là hiện đại và chắc chắn không xây dựng được. Có như là cái tác phẩm của mấy ông chủ nghĩa kiến tạo mà ông làm ra một cái tòa monument, cái tòa không thể nào xây dựng được, nó chỉ có mô đen. Thì nhưng mà tức là nó cũng là để là có thể xây dựng được, có thể thành hình như thế nào đấy, có thể không thành hình vật lý, nó tồn tại trong tâm trí của người tiếp nhận nó. Thì nếu mà như thế thì rõ ràng hơn, bởi vì là khi mà các anh phụ lục chia sẻ một số tác phẩm thì em thấy nó vẫn rất là hay, rất là thú vị, đặc biệt một cái documenta rất là hay. Nhưng mà lúc đấy em không thấy nó không phải là nghệ thuật phương án mà nó là phương án thay thế. Mình cũng không nói nó là phương án. Không, em ví dụ nhưng mà tức là không, là chạm. Em lại nghĩ rằng tức là khi mà mình nói đến những cái mà có phải không phải thế thì mình mới làm, mình nhìn rõ được cái gì là nó thế. Hoặc hay là cái mà lúc nãy anh chia sẻ cái ông mà ông gửi đi cái thiệp mời gạch chẳng hạn. Em cũng nghĩ đấy là cái phương án ở một trường hợp nào đấy, tại vì nó vẫn phải tồn tại một cái dạng medium nhất định là cái giấy mời. Giấy mời. Nhưng ở đây mình nói là cái mình cũng phải phân tách. Ví dụ như giống ý của anh thầy nói ấy, là cái việc mà đọc nó là plan hay project ấy, mình thấy nó không đúng. Bởi vì cái phương án này nó có thẩm mỹ riêng của nó. Cái văn tự đấy, cái sự hư ảo đấy chính là cái thẩm mỹ riêng của nó.
và đấy là giá trị của nó. Và có lẽ có những cái mà chỉ ở cái tồn tại phương án đấy nó mới gợi ra được cái hư ảo kia thôi. Còn nó không còn đâu cái việc mà thực ra là cái việc mà để nó có thể hình thành hay không nó lại không quan trọng nữa. Vì thì đấy là cái chính là cái em muốn nói, tức là ban đầu nó có thể tồn tại bởi vì là nó không thể xây dựng được, vì bất kỳ lo gì thằng nào nó cấm hoặc là mình không có tiền hoặc là điều cái đấy chưa xảy ra, nhưng sau rồi nó sẽ đi đến cái điểm là nó phải tồn tại như thế thì nó mới hay. Tức hãy để nó tự duỗi ra trong đầu những cái người tiếp nhận nó, và quan trọng nó không thể chết được, không thể bị hủy hoại, bởi vì nó là một ý tưởng, nó là một thông tin. Cảm ơn bạn. Mình thấy là cái đóng góp chia sẻ của bạn thì nhắc lại cái chuyện mà khi mình viết giới thiệu năm 2007 thì mình lạc quan thôi, nhưng thực ra mình lạc quan theo kiểu một người không hiểu, thiếu hiểu biết về cái não trạng của người Việt. Có lẽ người Việt mình kém tưởng tượng, mà cái nghệ thuật này thì nó lại rất cần tưởng tượng. Đấy, thực ra có phải cần tiền đâu, không cần tiền, cũng không ông nào phải cấp giấy phép, không phải xin xỏ gì cả, nhưng mà nó chỉ cần một chút tưởng tượng thôi. Thế nó cũng câu chuyện của Einstein ấy. Bảo thế rỗi rãi thì làm gì, chẳng làm gì cả, ngồi tưởng tượng. Và ông khuyên là khi mà rỗi rãi thì tốt nhất là nên tưởng tượng, và không có ai quản lý mình được với cái chuyện tưởng tượng của mình cả. Thế nhưng mà hình như cái yếu của người Việt Nam, cái khó khăn để phát triển của nghệ thuật này. À, em vừa đang nghĩ là nếu mà mình tưởng tượng ấy, thì với cái định nghĩa của nghệ thuật phương án ấy, thì đâu là cái giới hạn của cái tính khả thi. Đương nhiên là mình không làm không biết là khả thi như thế nào, nhưng mà phải có một cái giới hạn, để nếu mình vượt quá cái đấy thì nó sẽ thành khoa học viễn tưởng. Ví dụ như là phương án em muốn thành làm một cái tàu bay bay lên vũ trụ thì có thể là sẽ không làm cái phương án nữa. Thế thì liệu thì em cũng không rõ lắm về cái định nghĩa của cái phương án, thì đâu là cái là sao để mình biết được là mình đang không đi vào cái lãnh địa của cái gì đó nó viễn tưởng hoặc là siêu tưởng hoặc là không tưởng đấy. Đây mình nói với cái việc như này, tức là ở mình nói góc độ là người làm về lý thuyết ấy, thì thấy là như này, cũng giống như một món ăn phải gọi nó, ví dụ thịt bò này, rau này, cà rốt này, hành tỏi đấy là phải gọi. Thế để còn khi mình nấu thì mình trộn với nhau này để tùy. Thế thành ra khi nó sản sinh ra cái loại nghệ thuật này thì người ta cũng phải cố gắng đặt cho nó một cái tên. Thế cái tên đấy có thể là thỏa mãn hay không thỏa mãn thì nó do cái sự phát triển của nó. Thì ở đây sở dĩ là người ta gọi nó là phương án, vì trong tiếng Hán ấy, thì nó là những cái hoạch định một cái chương trình cho một cái việc sẽ làm. Đấy, toàn tức là ở thì tương lai. Đấy, do vậy là người ta dùng cái từ đó. Thế thì cái mình em đặt ra câu hỏi là cái định nghĩa này nó có cần thiết hay không ấy. Thì về mặt mọi định nghĩa đều có một cái nhược điểm là nó cản trở, và khi chuyển ngữ thì mình may của mình là mình cùng với cả hệ ngôn ngữ với cả tiếng Hán. Chứ còn bây giờ dịch cái tiếng Anh là tôi bạn Vân Đỗ hỏi thế dịch tiếng Anh nào, thì thấy lúc thì người ta dịch là project art, lúc thì dịch là blend. Mới rõ ràng ở tiếng Anh thì hai cái đó nó cũng có điểm chung và rất khác nhau. Đấy, thế thì đấy cũng là cái vấn đề mà rất hay, là vì mọi cái thực hành nghệ thuật khi nó phát triển đến một trường hợp nào đó, nó thách thức cái mà người ta đặt tên cho nó. Đấy, thì đấy là cái vấn đề. Thế thì cái thảo luận ở đây thì mình vẫn thấy có một cái mà bạn Toàn đặt ra là tại sao nó không phát triển được. Đúng là không phát triển được. Không phải là vì nó quá khó. Cũng chẳng đến mức khó, cũng không phải đòi hỏi phải kỹ năng gì cả. Không phải kỹ năng. Đấy, thế thì nếu như mà vì người ta không thể hiểu nó, không thể định nghĩa được cho nó mà nó không phát triển thì cũng chưa hẳn. Bởi vì cái này cũng là cái rất tự nhiên. Đấy, thế thì cái mà băn khoăn là liệu cái này có phải phương án không, cái kia phải không phương án không, thì mình nghĩ cũng không quan trọng. Không thực sự quan trọng. Tức là có một cái key, một cái quan trọng nhất là cái loại nghệ thuật chỉ cần thôi, chỉ cần viết ra thôi. Đấy, thế còn nếu mà vẽ hay là nặng nhất gì đấy thì hình như nó không xếp vào nghệ thuật phương án. Bởi vì đã được vật chất hóa, đã có media rồi thì không cần. Thế anh các bạn nói cái giấy mời của cái ông Trang Pili là không phải nghệ thuật phương án. Nhưng thực ra thì mình vẫn nghĩ đến cái việc là nó có một cái sự gọi là thiên về cái này, thiên về kia, hoặc là nó quay trở lại cái hình thức vật chất. Nó không 100% phương án. Đấy, kiểu như đấy. Đấy thì kiểu này cũng là một cái hiện tượng. Đấy.
đấy mình em cũng bổ sung là mình phải hiểu được cái thẩm mỹ riêng của nó. Cái đó rất Trung Quốc, có thể vì nó sẽ rất khó khi mà mình anh không hình dung được cái một cái thứ phương Tây nào chưa có mà nó kiểu tương tự. Bởi vì cái văn tự, cái ngôn ngữ, cái cách thức của Trung Hoa hay của cái vùng văn hóa phương Đông này, thì cái phương án này nó nằm ở cái thẩm mỹ, nó nằm ở trong vùng đấy. Nó không phải blend, không phải project, nó không phải là một cái gì đấy có tính thực dụng cả, mà nó tự thân cái văn tự đấy nó có một cái sức khơi gợi nào đấy. Nó cũng không phải thơ, nó không phải dạng như là đường thi hay là cái gì cả. Thế nhưng mà nó anh có nghĩ khi nào, bởi vì chính là cái văn tự của Trung Quốc nó là tượng hình không? Đấy cũng nên có một phần nó làm cho nó thỏa mãn linh thiêng gì đó nó hiện lên. Ngay cả từ ra là Hồi giáo hay hệ sai đều nhưng mà tại vì đây sang tiếng Việt mình thì là thành quốc ngữ mất rồi. Bây giờ nó lại là Latin rồi, nó không còn tượng hình nữa, nó không có cái tính thiêng của văn tự. Nhưng mà bọn phương Tây em nghĩ là bọn nó ví dụ là nó đối diện với tính Latin nó vẫn cảm thấy một tính thiêng, nhưng không cảm thấy tính Đức, tính Pháp, tính Mỹ, tính Tây Ban Nha linh thiêng. Ngày xưa nó còn gọi đấy là vulgar Latin, tức là kiểu Latin là có một cái mà trong cái chuyện mà bảo là không hợp ấy, nó cũng kỳ lạ cái là ở đây là cái tư duy ngôn ngữ kiểu Trung Hoa, nhưng mà ở Việt Nam này dù mình có dùng cái tiếng Latin ấy, nhưng mà cái tư duy của mình nó rất gần với cả cái tư duy kiểu Trung Hoa cái vùng đấy. Thế nhưng mà vì như thế mà lại xong rồi cái cách của nghệ thuật phương án ấy, nó lại không ấy, cho nên là mình em cũng thấy rất là lạ. Nó rất gần, có cái gì rất tiệm cận. Tại vì là mình cũng cái truyền thống của mình nó cũng rất là có cái văn tự như thế mà. Tôi nghĩ là cái này nó có một cái thứ như này, có hai thứ vừa nảy ra vừa nói đến cái nhạc. Tôi nghĩ là khẩu vị của mình, mặc dù là nói nhưng mà khẩu vị của mình nó khá đậm, phần đông khá đậm, với cả cái nữa là cái kiểu tư duy concept ấy, của mình thì không phát triển là hơi ít. Kể bản thân cái concept số A khi ở Việt Nam ấy cũng rất nhiều năm rồi ấy, nhưng mà nó chưa bao giờ trở thành một cái gì dấy lên theo kiểu diện, theo kiểu giống như một trào lưu nhỏ này, mà nó luôn tồn tại âm thầm của ở các cá nhân rồi là cứ tiếp nối như thế thôi. Tôi nghĩ là cái đấy nó có cái gì đấy thuộc tính tập thể, cái cả cái tư duy concept của mình nó không thiên về cái kiểu đấy, nó thiên về biểu hiện hơn, nó thiên về kiểu các cái trực cảm và những cái tính biểu hiện mạnh hơn. Giống như là sinh viên, mình nhìn thấy sinh viên thì đến 10 ông thì 9 ông là sẽ ảnh hưởng hội họa biểu hiện, học ở Lucian Freud hoặc học ở Egon Schiller kiểu đấy. Còn rất ít ông thích mực những cái ông mà nó hơi khô thì sẽ không thấy. Thôi để khép lại cái buổi này thì anh Thế có thể đọc lại cái tác phẩm mà lúc nãy em có nhắc đến, cái Trung Thu của ông Trần Kiện Phu ấy. À, cũng sắp Trung Thu rồi mà em thấy cái đấy nó cũng là một cái dạng mình lại rất là ảo diệu mà lại cũng trừu tượng, mà nó rất khó tả, nhưng mà em thấy cái đấy cực kỳ là đặc sắc. Cái đấy thì thực ra mình cũng xin lỗi là mình cũng biết ra rồi, nhớ trong đầu rồi, nhưng mà lại không thể đọc được vì không tải về điện thoại đấy. Đấy, thế nếu mà Toàn có đấy thì Toàn giúp, tại vì là nó kể một câu chuyện của cô đơn của con người trong thành phố. Thế như là em có chụp một cái cô đơn, một cái con người trong đô thị mà thực sự nó rất cần những cái con vật này. Đây nhá. Đây này. Thứ hai này đúng không? Đây đúng không? Thì sao? À đây rồi, vâng. Đây tác phẩm này, vâng. Hay là đứng nghiêng. Đúng rồi. Để anh kia. Thế được rồi, tôi xin phép đọc. Vâng. Cái tác phẩm này thì nó nằm trong khi mà tôi xem một cái tài liệu trên mạng Trung Quốc giới thiệu về cái nghệ thuật phương án này, thì của một tác giả là tên là Trung Kiện Phu. Thì bây giờ phải tìm lại cái trang mạng này, chưa chắc đã có được. May, rất may là bạn Toàn bạn lại lưu được cái này, cái bài viết của tôi. Thì tác phẩm thì đơn giản thôi.
Trăng sáng trên thiên hạ chỉ có một, ước gì trăng đến mọi nhà cùng vui Trung thu. Ở Trung Quốc thì Trung thu giống như mình. Trong phương án này chúng tôi muốn làm một chuyện tạo ý nghĩa thật diệu mà giản đơn. Bất luận ai trong Trung thu khi toàn gia đình đoàn viên đều có thể căn cứ vào trình tự phương án này mà làm, miễn là có trăng sáng. Nếu như nhà bạn ở chỗ hẻo lánh thường có lũ khỉ tới thì bản ý này lại càng thích hợp. Đạo cụ: một chiếc bát, nếu gần đó có một cái ao cũng được, miễn sao đêm đó tốt nhất là không có gió. Phương thức ngắm trăng: đổ nước đầy bát mang ra ngoài trời, xung quanh đặt hoa quả bánh Trung thu và thắp chút nến. Đợi lúc trăng sáng trên trời thì đọc đoạn Tân Đường Thư: trước bát ánh trăng vằng vặc, ngờ là trên đất đẫm sương, cử đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ quê nhà. Đoạn này là phỏng của Lý Bạch. Tiếp: nếu trong tâm thành tất có linh nghiệm, đọc xong thì thổi tắt nến, ánh sáng sẽ chiếu hiện trong bát. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy Hằng Nga và Ngô Cương. Nếu bạn là một du khách đang lúc máy bay cất cánh hoặc gia đình gần phi trường mà thấy máy bay bay lên mà nhớ đến người thân phương xa, sẽ càng thấy cúi đầu nhớ quê nhà. 3. Những vấn đề lưu ý: khi trăng mới lên không dễ tỏa chiếu, nhà ở chốn đô thị đông đúc cao tầng, khi trăng rọi sáng trên không trung có thể nhìn thấy những ánh sáng. Nếu lũ khỉ gần đó vào nhà thì hãy cùng mời đến quanh bát hay hồ nước, nhắc lũ trẻ không gây ầm ĩ với lũ khỉ. Rượu quế hoa tiểu của Ngô Cương hương thơm nồng hậu, chớ uống cạn, ngày mai còn phải đi làm. Từng lũ khỉ không biết tiết chế được, say ngã lăn xuống nước mà chết, thật cực lạc sinh bi, nhất thiết phải huấn luyện cho kỹ. Huấn luyện khỉ đấy. Nếu sự phát triển của nghệ thuật phương án không đơn giản chỉ là sự đồng thuận của giới chức, mà ở đây có lý do của internet, truyền thông, nghệ thuật, văn tự Trung Hoa, vân vân. Đây cái phần tôi bình thôi, chỉ dừng lại ở cái chỗ là phải huấn luyện khỉ cho kỹ. Đấy cái kết của cái này. Vâng. Cảm ơn anh thầy. Bí kíp võ công. Bí kíp võ công. Đổi tên thành nghệ thuật bí kíp. Ờ. Thực ra như ở mình thiền, nhưng mà nói giới thiệu về các công án thiền cũng rất ít. Đấy, mà hiện nay của mình thì thiên quan liên quan đến bùa phép nhiều. Đấy, mật tông bùa phép, chứ còn cái công án thiền, mà công án thiền thì nó cũng là rất là một cái sản phẩm của Trung Hoa. Phần nào thì mình nghĩ rằng là có những cái ở về biên giới, về văn tự văn hóa thì rất gần, nhưng mà thực sự là hiện nay cũng đang có một khoảng cách rất lớn giữa cái cách tiếp nhận mà hiểu được bản chất của cái nghệ thuật Trung Hoa. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây cái nghệ thuật phương án này, thôi mình cũng không gạt bỏ cái yếu tố Trung Hoa của nó đi, thì thấy cái tính phương án, tính ý niệm, tính ý nghiệm của nó và cái khả thi của nó, thì mình hướng đến một cái xây dựng một cái cộng đồng. Để thực ra là ở Trung Quốc thì mình thấy có một cái này họ ưu thế hơn mình, tức là họ hướng đến giáo dục và tổ chức của họ, gọi là cái tính tổ chức của họ để ra một cái việc gì đó, thì họ cũng có được cái việc đó, có một cái năng lực đó. Em sẽ lưu ý cái ý kiến của anh về cái có thể mình làm một cái dự án gì đấy để nó đủ lớn, đủ tạo đà gì đấy. Đấy, thì rất là cảm ơn mọi người. Mình sẽ xin phép kết thúc cái tọa đàm ở đây. Cảm ơn mọi người.